Thời gian qua, người dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Thoát khỏi diện hộ nghèo đồng nghĩa với việc là người dân sẽ phải tự lực cánh sinh do không còn được nhận sự hỗ trợ của nhà nước. Điều này vừa thể hiện tinh thần sẻ chia, nhường sự hỗ trợ cho những hộ dân còn khó khăn hơn, đồng thời cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và dám vươn lên thoát nghèo của người vùng cao. Gia đình chị Sùng Thị Sa có tới 7 thành viên. Thu nhập gia đình chị phụ thuộc chủ yếu vào mấy sào ruộng. Thế nhưng tháng 7 vừa qua, chị Sa đã mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Với một lý do giản đơn, đó là nhiều người trong thôn còn khó khăn và cần được hỗ trợ hơn mình. Khi mà em quyết định làm cái đơn xin thoát nghèo thì có nhận được sự phản đối của hàng xóm với lại trực tiếp là chồng của em. Nhưng mà em vẫn quyết tâm là mình đã xung phong thoát nghèo thì mình nộp cái đơn và mình xin thoát nghèo. Mình vẫn sẽ phấn đấu. Xin thoát nghèo đồng nghĩa không còn được thừa hưởng chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Điều này đã tạo ra động lực thúc đẩy các hộ dân phát triển kinh tế. Điển hình như gia đình anh Sùng Xeo Quỷ, nhờ số tiền tích góp và vay mượn, hai vợ chồng đã trồng được 2 hecta trồng cây dược liệu và cây ăn quả. Mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng. Để trồng cây cắt cảnh này, gia đình phải vay mượn anh em, bạn bè, tiền mua giống và bạt để quay, che vườn. Thời gian đầu cũng khó khăn lắm, nhưng giờ thì đỡ hơn. Gia đình trồng cắt cảnh cũng có của ăn của để. Thôn nghèo này là người ta cũng gương mẫu, người ta cũng để làm gương cho những hộ gia đình khác, để phấn đấu. Phấn đấu là gia đình có đủ ăn, đủ uống. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt chính là rào cản trong việc phát triển các mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo tại vùng cao. Tuy nhiên, tư tưởng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước đến nay cũng giảm nhiều. Tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trung bình mỗi năm có từ 30 đến 40 hộ gia đình tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Số hộ thoát khỏi huyện hộ nghèo thì góp phần để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của đại hội cũng như là cái mục tiêu mà đến 2025 thì huyện Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo là một điều có thể nói là rất là tốt. Ra khỏi hộ nghèo là không còn nhận được sự hỗ trợ. Điều này là không hề dễ dàng, nhưng người vùng cao vốn rất trọng chữ tín, đã quyết tâm xin thoát nghèo thì sẽ cố gắng không để tái nghèo.